Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân huyện về kết quả xác minh phản ánh hành vi đánh bài tại trường tiểu học Vĩnh Phú, xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân, trước đó phòng giáo dục và đào tạo huyện hồng dân nhận được thông tin phản ánh liên quan đến giáo viên nhân viên của trường tiểu học vĩnh phú đánh bạc tại thư viện trường ảnh hưởng học sinh không đọc sách được qua xác minh phòng giáo dục và đào tạo huyện hồng dân khẳng định sự việc trên có thật nhưng không phải đánh bạc ăn tiền ông huỳnh văn tế hiệu trưởng trường tiểu học vĩnh phú biết sự việc nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời báo cáo nêu rõ sự việc này diễn ra nhiều lần Hầu hết cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên nam của trường đều tham gia từ 1 đến 2 lần trở lên. Thời điểm diễn ra sự việc nêu trên thường trong giờ ra chơi, sau sinh hoạt chuyên môn, sau các lần tổ chức lao động tại trường. Để xảy ra sự việc nêu trên, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện cũng nhận định trách nhiệm chính thuộc về ông Huỳnh Văn Tế. Từ đó, Phòng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện xử lý ông Tế theo quy định.